Kính thưa quý vị, vừa qua Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia cho 7 chương trình đào tạo đại học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tài chính ngân hàng, kỹ thuật xây dựng, quản trị kinh doanh thương mại, công nghệ sinh học và kiến trúc. Đây đều là những ngành học thu hút rất đông sinh viên theo học của trường. 7 ngành đào tạo đạt chứng nhận kiểm định lần này của Trường Đại học Văn Lang là kết quả của 2 đợt kiểm định trong tháng 6 2021 và tháng 1 2022. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã hoàn thành đánh giá ngoài với nhiều phiên khảo sát và làm việc tại Trường Đại học Văn Lang, nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của các ngành kiểm định, phỏng vấn hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành, phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các ngành, phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động, tham quan khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bậc đại học. Kết quả đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam là cơ sở công nhận chất lượng kiểm định quốc gia. Theo lời khuyên của chúng tôi ở góc độ của những người kiểm định thì hãy chọn những trường là đã được kiểm định cơ sở giáo dục và những chọn chương trình đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng thì ta hoàn toàn yên tâm là chất lượng ở đó nó sẽ chắc chắn là có uy tín và được công nhận trên thế giới. Ngoài tham gia hệ thống kiểm định chất lượng quốc gia, Trường Đại học Văn Lang đồng thời tham gia các hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế. Tháng 10, 2021, Trường Đại học Văn Lang chính thức được tổ chức QS Quarterly Simons của Anh Quốc trao tặng chứng nhận xếp loại QS Star 4 sao, thành tích xếp loại QS cao nhất của các trường đại học Việt Nam đến thời điểm hiện tại, khẳng định môi trường giáo dục đại học tại Văn Lang ngày một tiệm cận với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Ở cấp độ chương trình đào tạo, Trường Đại học Văn Lang có 4 ngành đạt kiểm định AUNQA, tổ chức đánh giá chất lượng của Đông Nam Á, gồm ngành thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản trị khách sạn và kế toán. Nhiều ngành đào tạo khác của nhà trường cũng đang trong quá trình thực hiện kiểm định AUNQA. Cái kế hoạch của nhà trường đó là tất cả những chương trình đào tạo nào đã có sinh viên tốt nghiệp thì đều nằm trong cái plan để kiểm định, để đánh giá, để khẳng định rằng mình đang đào tạo có chất lượng. Thì hiện nay thì trường đang chuẩn bị để kiểm định tiếp tục 3 chương trình đào tạo thạc sĩ, 7 chương trình đào tạo khác bậc đại học thì đang trong giai đoạn xây dựng báo cáo tự đánh giá. Tới khi có sinh viên tốt nghiệp và các bạn đã có việc làm sau 1 năm thì nhà trường sẽ tiến hành kiểm định tiếp tục. Với những chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng sẽ là sự an tâm cho các thí sinh khi lựa chọn ngành học, trường học đúng với sở thích và đam mê của mình, nhất là khi mùa tuyển sinh đại học 2022 đang cận kề.